Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà trên chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại cái con hẻm 231 của trục đường Bình Tiên. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 8 quận 6 ha. Cái hướng này là cô chú anh chị mình sẽ đi ra vị trí mặt tiền đường của đường Bình Tiên nè. Còn cái hướng này thì cô chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên trục đường Bảy Sậy nha, hướng ra ngay chỗ cái công viên ở Bảy Sậy của cô chú anh chị. Và đối diện đó là trục đường Phan Văn Khỏe ha. Còn cái hướng ngược lại này thì mình di chuyển về bên trục đường, đó là trục đường Văn Thân nha quý anh chị. Cái hướng này nè, di chuyển về bên mặt tiền đường của đường Văn Thân. Cái hẻm này là hẻm thông, nó sẽ đi thông ra cái con hẻm bên kế bên ha. Đó, mình nếu mà mình đi cuối đường này, mình rẽ tay trái là mình sẽ đi thông ra bên cái con hẻm bên kia. Nó có một cái con hẻm thông ra tới bên kia ha. Và cái hướng này thì mình sẽ đi thông ra bên trục đường Văn Thân nha quý anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review chung chú anh chị mình một cái ngôi nhà có kết cấu là một trệt một lầu ha. Và mức giá mà chủ đang gửi là 1.550.000.000 nha quý anh chị ha. 1.550.000.000 nha. Kích thước ngang 3m và chiều dài là 5m ha. Tổng diện tích đất ngôi nhà đang sở hữu là 13.5m². Ở nhà này hoàn công nha cô chú anh chị, hoàn công một trệt một lầu. Hướng này ra mặt tiền đường của đường Bình Tiên, hướng ra ngay chỗ chợ Bình Tiên của chú anh chị. Còn hướng này thì mình đi về bên bên cái công viên ha, hướng đi về bên công viên ở Bảy Sậy nha quý anh chị. Đó, thì ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 231 Bình Tiên mình đi vô ha. Ở hướng này thì mình đi di chuyển về bên trục đường Văn Thân nè. Ngôi nhà bán. Đó, hướng này mình di chuyển vô bên trong, mình rẽ tay phải ha. Nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 231 đường Bình Tiên nha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường 8 quận 6. Đó, hướng này mình di chuyển vô bên trong đây. Ở cái căn nhà mình Ngũ Hoàng sắp review chung chú anh chị mình là cái căn này ha, một trệt nè, một lầu ở bên trên nha. Cái lầu 1 của ngôi nhà mình thì chủ có làm cái khoảng không gian khu vực ban công nè, rồi có cái lan can nè quý anh chị. Lan can thì bằng sắt nha, và chiều cao của cái lan can nó chắc khoảng cỡ chừng là 1,5m của chú anh chị, rất là cao luôn. Ở khoảng cỡ này rất là cao. Vô bên trong đây thì hẻm này hẻm cục ha. Ở bên này nó có một bên này còn rất là nhiều nhà nè, ở bên này còn rất là nhiều căn nha quý anh chị. Ở khu này thì khu dân cư hiện hữu rồi, khu này thì không có quy hoạch cô chú anh chị nha, khu này không có quy hoạch nha. Ở thì cái căn nhà của mình đây, một trệt một lầu ha. Ở căn này nha cô chú anh chị, một trệt một lầu. Ngang của ngôi nhà mình đó là 3m ha, chiều sâu vô trong đó là 5m nha cô chú anh chị. Một cạnh là 5m và một cạnh là 4m mấy cô chú anh chị. Tổng diện tích đất của cái căn nhà này là 13.5m². Kết cấu thì một trệt một lầu nên tổng diện tích sàn nó là 27m² của chú chị. Khu vực ban công của ngôi nhà mình đây, ban công này thì được rộng ra thêm khoảng có chừng là gần 1m đó của chú chị, khoảng có 8-9 tấc gì đó của chú chị ha. Thì cái nhà mình đây, địa chỉ là 231/97 nè, đường Bình Tiên thuộc phường 8 quận 6 nha. 231/97 đường Bình Tiên thuộc phường 8 quận 6. Nhà mình thì ở đây thì gần ngay chỗ chợ Bình Tiên nha. Rồi hướng đi ra bên đường Văn Thân rất là gần của chú chị. Còn mình hướng đi ra bên Bảy Sậy, ngay chỗ công viên Bảy Sậy nó cũng khá là gần của chú chị nha. Đó, một trệt một lầu nè. Ở đây để cửa chính của ngôi nhà mình. Này là cửa sổ nha của chú chị. Đó, một cửa sổ và một cửa chính ở đây. Khu vực này là ban công để mình phơi đồ ở đây nha. Ở bên trên thì chủ có làm cái máng xối nè, cái máng xối để thoát nước nè của chú chị. Đó, cái đường ống đây, cái đường ống chảy xuống đây nè của chú chị nha. Thềm nhà của mình thì hiện tại đang cao hơn so với lại cái thềm đường chắc khoảng cỡ chừng là 2 tấc nha quý anh chị. Cao hơn thềm đường khoảng 2 tấc ha. Đường trước nhà của mình thì rộng khoảng cỡ chừng là 3m nha. Nhưng mà cái đoạn kia nó hơi nhỏ nha quý anh chị. Cái đoạn kia thì một xe máy vô được thôi nha. Ở xe ba gác vô không được nha quý anh chị. Chỉ có một xe máy vô được thôi. Ngang 3m và chiều dài đó là 5m của chú anh chị. Ngang 3 dài 5. Ở gạch ốp cao ráo hai bên là lên tầm khoảng cỡ chừng là 1m2. Ở bên tay phải và bên tay trái đều ốp cao lên nha. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước, thì đồng CP tổng của ngôi nhà mình nó nằm ở đây nè. Đồng hồ điện thì nằm ở phía bên ngoài này, ngay chỗ góc này luôn. Đồng hồ điện của mình đã nằm ở góc này nè cô chú chị. Đó, đồng hồ điện của nhà mình đây. Ở kế ở dưới là CP tổng luôn nè. Ở đây là đồng hồ điện này dưới CP tổng nha. Ở điện nước của nhà mình là nước chính của nhà nước hết cô chú anh chị nha.
điện nước là nước chính của nhà nước hết. Cái đồng hồ nước của mình thì nằm ở bên này, ngay chỗ góc này nè. Đó, mở cái hộp này lên, mở cái viên gạch này lên là mình sẽ thấy nha. Trần của mình thì nó cao khoảng cái chừng là chắc 2,5 mét của quý anh chị. Đó, gạch thì hai bên tường thì chủ ốp cao lên tầm 1m 2 nha. Phía bên trong này sẽ là khoảng không gian khu vực toilet nè của quý anh chị. Ở khu vực toilet đây và khoảng không gian gian bếp của nhà mình. Đó, thì ở đây thì cô chú anh chị mình sẽ thiết kế khoảng không gian để mình để bếp ga, bếp âm gì đó tùy mình ha. Còn bên này sẽ là bồn rửa chén nha. Bồn này thì bồn inox 304, nước rất là mạnh nha cô chú anh chị. Đó, nhà mình thì hiện tại đang xài là nước máy của nhà nước cô chú anh chị nha. Điện nước là nước chính của nhà nước hết cô chú anh chị. Gạch thì ốp cao lên nè. Ở đây thì ốp lên tầm được 1,5 mét cô chú anh chị. Khu vực bên này cũng vậy luôn, ốp lên tầm 1,5 mét, còn bên này thì tầm 1,2 mét nha. Đó, còn khu vực bên này tầm 1,2 mét. Hai bên tường thì hiện tại là chủ đang xài là hệ thống đèn LED 1.2 nè. Bên tay trái và bên tay phải đều xài hệ thống đèn LED 1.2 hết cô chú anh chị. Ở trước mặt cô chú anh chị mình đây, ở có quạt treo tường sẵn luôn rồi, chủ thiết kế sẵn luôn rồi. Cầu thang thì cầu thang bằng sắt ha, bề mặt đi thì chủ đang xài là bằng gạch nha cô chú anh chị, bề mặt đi thì bằng gạch ha. Ở lên bên trên đó là lầu 1 của ngôi nhà mình. Nhà mình thì hiện tại chỉ có một cái toilet nằm ở dưới tầng trệt này thôi. Đó, thì cái này là cái toilet của ngôi nhà mình nè cô chú anh chị. Ở khoảng không gian toilet đây. Ở gạch ốp cao ráo lên tới bên trên luôn. Đó, có tăng cường thêm một bóng đèn led nè. Led này là led 6 tấc cô chú anh chị nha. Led 6 tấc nha. Toilet thì hiện tại là chỉ có cái bồn cầu thôi cô chú anh chị. Với lại cái vòi sen tắm nó nằm ở bên trong góc này nè. Bên trong góc này nó có một cái vòi sen tắm nè cô chú anh chị thấy không? Đó, cái vòi sen tắm nè. Ở khu vực này là toilet nha, còn khu vực bên này sẽ là gian bếp nè. Đó, thì sẽ có hệ thống bề mặt bếp nè. Ở bên này thì mình để bếp ga, bên này thì để bồn rửa chén ở đây. Ở bồn rửa chén mình để bên này. Bồn này bồn inox 304, với lại ở đây thì chủ cũng có làm một cái bức tường nè. Cái tường xây cao lên nè của chú chị, để phong thủy của chú chị nha. Còn khu vực ở đây thì mình có thể mình để máy giặt ở đây nha. Đường ống là đã có sẵn hết rồi nè. Đường ống này chắc là để thiết kế để máy giặt ở đây nè của chú chị. Đó, cái ống xả nằm bên dưới này của chú chị, ống xả nằm bên dưới nè, ống này ống cấp nha. Đó, ổ điện của mình nó nằm ở bên này. Ở điện nước thì nước chính của nhà nước hết. Nhà mình thì hiện tại là chủ chỉ có làm có một lớp cửa thôi, đó là lớp cửa lùa nha cô chú chị, lớp này là lớp cửa sắt lùa ha. Ở này thì chủ rất là tinh tế luôn cô chú chị, làm nguyên một cái hộp ren luôn, nguyên một cái hộp inox luôn. À, hộp này hộp nhôm, làm một cái hộp nhôm ở đây nha. Thì bên trong đó là cái đồng hồ điện với lại cái CP tổng nha cô chú chị. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên lầu 2 để review, lầu 1 để review bên trên cho cô chú chị mình. Ở nhà này thì hiện tại là chủ đang rào nguyên mức giá chỉ có nhỉnh hơn 1 tỷ thôi, một tí thôi cô chú chị, là mình sẽ sở hữu ngay rồi ha. Nhà mình thì hiện tại đang hướng chánh là thuộc hướng đông nha. Hướng chánh của ngôi nhà mình là thuộc hướng đông. Đường trước nhà mình sẽ rộng khoảng có chừng 3 mét, nhưng mà hẻm nhà mình thì cách hẻm nhà mình thì nói chung là đây khoảng không gian này nè. Nói chung là cái hẻm trước nhà mình thì nó khá là rộng á, nhưng mà mình ra một tí ở đây thì nó có một cái hẻm hơi nhỏ của chú chị, nó chỉ vừa một chiếc xe máy thôi của chú chị nha. Nó chỉ vừa một chiếc xe máy thôi. Ở đây thì sẽ là một phòng nha của chú chị, khu vực này sẽ là một phòng nha. Khu vực này sẽ là một phòng nè. Ở hai bên tường thì ốp gạch cao lên tầm khoảng 1,2 mét. Ở có hệ thống đèn ở bên trên nè, đèn led 1.2 nằm ở bên tay phải này. Ở bên tay trái thì không có nha cô chú anh chị. Bên tay trái thì có hộp điện nè. Hộp điện nè, ổ cắm nè cô chú anh chị. Này thì về mình tân trang thêm hệ thống đèn ha. Còn phía bên ngoài này sẽ là khoảng không gian khu vực ban công nè. Bên này sẽ là cửa và bên này là cửa chính nha. Cửa chính để mình ra ban công. Thì phía ngoài sẽ là ban công, thì mình có thể mình phơi đồ ở ngoài đó nha quý anh chị. Ở phía ngoài này mình có thể mình phơi đồ ở ngoài đây nè. Ở ngoài đây thì không có cái van nước ha. Nói chung là chỉ có thể phơi đồ với lại trồng cây, hoặc là mình để những cái vật dụng mình không cần thiết mình xài tới, mình có thể mình để bên này nha quý anh chị. Ở cái này là ban công của quý anh chị nha. Ban công của ngôi nhà mình đây. Ở cái lối này cầu thang để mình di chuyển lên bên trên nè.
Đó, lên bên trên này sẽ là một khoảng không gian. Không gian này thì cũng là một khoảng không gian có thể làm được một phòng ở đây nữa nè. Khu vực này là một phòng. Đó, cầu thang thì nằm bên này. Bên trong này sẽ là toilet nha, ngang 3 dài 5. Đó, cạnh bên này là 5m nè quý anh chị. Cạnh bên tay trái của Nguyễn Hoàng là 5m nha. Cạnh bên tay phải thì chỉ có khoảng cỡ 4m mấy thôi. Thì cái tổng diện tích đất đó là nó 13,5m² nha quý anh chị. Một trệt một lầu nên tổng diện tích sàn đó là 27m², đang hướng chánh là thuộc hướng đông. Nhà có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, hoàn công nha quý anh chị. Mức giá mà chủ đang gửi là 1.550.000.000 nha. Giá này thì chủ vẫn còn bớt nữa. Nếu quý anh chị nào quan tâm thì kết nối ngay với Nguyễn Hoàng với số điện thoại 0901 796 379 nha. Và cô chú anh chị mình quan tâm thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất nha. Ngôi nhà mình hiện tại đang thuộc cái con hẻm 231 của trục đường Bình Tiên, thuộc phường 8 quận 6, gần ngay chỗ chợ Bình Tiên nha cô chú anh chị. Đó, rất là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển nha. Đó, cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng ngay. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.